Là bắt đầu nhé. Hôm nay là tôi ký là tôi sẽ nói sang một cái phần, một cái chương mới, có lẽ phần là cái chương là chương cuối cùng thôi, chúng ta cũng học hết rồi. À. Nhưng mà chúng ta sẽ học cái phần gọi là phần nâng cao, là cái phần tự thiết lập lấy các cái kiểu dữ liệu trong Python. Thì các bạn biết rồi là trong Python thì mọi thứ đều là object hết. Khi chúng ta mà gõ cái dòng chữ là x thì bằng 10 như này, như trước đã rồi, nó sẽ tạo ra một cái đối tượng ở trong bộ nhớ, nằm ở trong bộ nhớ như này, một cái obj nào đó, đúng không, đối tượng, và nó có bốn ngăn, chị đã nói rồi, nó có bốn ngăn, một ngăn là kiểu, ngăn là value giá trị, một cái ngăn nữa là cái vị trí ở trong bộ nhớ, và một ngăn nữa đó là reference, cả đây là cái mô tả số lượng những cái biến nhớ, cái tên được chọn vào đây, và cái x gì là một cái tên nó sẽ chọn vào cái đối tượng này, và x gì này này là nó nằm ở trong gì, nằm trong cái namespace nào đó. Thì chúng ta biết rồi là ở trong Python là nó quản lý biến nhớ, quản lý tất cả các biến thông qua cái namespace này, và hệ thống namespace của nó là như sau, nó có bốn lớp như thế này nhé. Lớp ngoài cùng nó gọi là bin in namespace nhé. Cái bin in namespace này là nó mặc định nó là bên ngoài cùng, mà chúng ta không 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 động vào được, nó là lưu những cái nó dùng để quản lý những cái tên của những cái hàm mặc định có sẵn ở trong hàm ở các cái lớp mặc định có sẵn ở trong trong Python. Thì ở bên bên trong nói là một cái lớp tiếp theo là lớp nó gọi là global namespace. Thì cái này là cái mà nó quản lý cái tên mà chúng ta tạo ra ở bên ngoài các cái hàm. Thế như chúng tôi có, khi có x bằng 10 thì x gì nó sẽ nằm ở trong cái global như thế này. Đấy. Khi chúng ta tạo ra những cái hàm thì mỗi một hàm nó là một cái tôi gọi là một cái hàm, thì mỗi cái hàm như vậy nó sẽ là một cái namespace, nó gọi là local namespace, cái hàm nó lồng nhau. Thì những cái hàm ở bên ngoài, cái hàm trung gian thì nó gọi là non-local namespace, vậy là nó khá phức tạp, đúng không? Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đây là cái có sẵn khi chúng ta tạo ra cái hàm, và nó có sẵn ở trong trong cái quản lý của Python. Thì bây giờ bạn sẽ học xong cái chương mới, là cái chương nói về là cách tạo ra những cái obj như này, những cái đối tượng này. Thì ở trong Python thì tất cả mọi thứ nó đều là đối tượng. Thì muốn có đối tượng thì nó phải có một cái lớp phủ ra ngoài, nó là lập trình thống đối tượng, đúng không nào? Đây, mình tôi quay lại cái này nhé. Khi mà tôi gõ là x bằng bằng 10 nhé, chỉ bằng 10 thì tài nó ra thì nó là class in. Như vậy là cái in, cái class in này là cái gì? Class in này là một cái lớp mà có sẵn ở trong trong Python. Thì khi tôi viết x bằng 10 này thì máy hiểu là tạo ra một cái đối tượng thuộc cái lớp là int, lớp là int. Hay là là một cái thể hiện của cái lớp này, và chúng ta có cái hàm này, hàm in is instance x in. Hàm này nó kiểm tra instance x in là true, tức là kiểm tra xem cái đối tượng này là có nằm trong cái lớp là in được phần này không. Khi tôi viết là x bằng 10 thì làm thì
tôi tạo ra một cái gọi là instance, một cái instance của cái nhóm, của cái lớp là int, được chưa? Đấy. Khi tôi biết là y bằng là a đi, a bằng như này, chưa? Thì a nó sẽ nằm trong cái lớp là lớp list type. À, nó là list, hay là ta gọi cái hàm y instance, list. Được chưa? Thì cái list là cái lớp mà mặc nó có sẵn ở trong Python. Thì bây giờ như vậy ở trong Python mọi thứ đều là object hết. Như vậy là một object là một đối tượng, hay như vậy là gì, để viết lại như này, ở trong Python thì mọi thứ đều là object. Như vậy là một cái object là cái gì, một cái object thì mình hiểu là cái gì, một cái object mình hiểu là một cái instance của một cái lớp dữ liệu. Cái này chính là class. Thì cái class là cái dùng để mô tả các cái kiểu các lớp lớp dữ liệu, thì mọi đối tượng là nằm trong một lớp nào đó. Thì như vậy là Python nó là cái mô hình một ngữ trình mà gọi là hướng tượng hoàn toàn gọi là OOP đấy, mọi người biết cả rồi đúng không? Tuy nhiên thì là nó lại ngoài cái hướng đối tượng ra thì nó hỗ trợ rất nhiều cho cái cấu trúc lập trình nhé. Có cấu trúc lập trình qua hàm. Đấy. Thế mà chúng ta sẽ học sang cái bài cái chương mới là chương là gì? Cái chương này tôi muốn nói chương mấy chương này, chương 7 là cái chương nói về cái cách tạo các lớp dữ liệu. Các lớp dữ liệu mới hay là lớp dữ liệu cho chúng ta tạo ra. Cái tạo các cái class này. Chúng ta đã biết về những cái lớp là in này, lớp là float này, đúng không? Lớp dữ liệu là bool này, lớp dữ liệu là str này, lớp dữ liệu là list này, tuple này. Đây là lớp dữ liệu có sẵn. Chúng ta có thể là tạo ra các cái đối tượng dữ liệu của những cái lớp này. Mà thực tế thì rất nhiều cái dữ liệu mà rất nhiều cái kiểu dữ liệu mới chúng ta cần phải tạo ra mới mà không nằm trong cái này thì làm thế nào, thì cần phải tạo ra cái lớp dữ liệu mới. Thì cái này là phần nâng cao. Tuy nhiên ở trong chương trình tin học lớp 11, lớp 12 là nó có cái chức năng là ví dụ chúng ta tạo ra cho học những cái về thuật toán ấy, thì nó có những cái kiểu dữ liệu cơ bản như thế này. Là cấu trúc dữ liệu cơ bản, ví dụ như là ngăn xếp hay là stack, ngăn xếp là stack nhé, hay là hàng đợi nó là queue hoặc là hàng đợi này, hay là danh sách nhà liên kết gọi là linked list. Thì cái này là học trong lớp 11. Sang lớp 12 trong chương trình nền tin học của 2018 thì nó có cái khái niệm là cây, cây là tree, cây cao nữa nó gọi là đồ thị gọi là graph. Thì những cái này đây là ngăn xếp này, cái này là hàng đợi này, tiếng Việt này, ví dụ thế nhé, hàng đợi này, cái này là danh sách liên kết này, đây là cây này, đây là mô hình đồ thị này, ví dụ thế nhé. Thì những cái này là cái mà ở trong Python không có. Bây giờ tôi muốn tạo ra một ngăn xếp trong cái định nghĩa của cái môn là của cái môn học về thuật toán chẳng hạn, để cấu trúc dữ liệu, thì trong Python nó không có, mà nhưng mà chúng ta sẽ phải tạo ra cái kiểu dữ liệu mới để hỗ trợ trong ngăn xếp này.
nên là nó rất là buộc chúng ta phải tạo ra. Ngoài ra thì thực tế khi mà các bạn lập trình sâu hơn nữa thì chúng ta phải tạo ra rất nhiều cấu trúc dữ liệu của riêng mình nữa. Chính là cái bài học về cách tạo một cái lớp dữ liệu mới này là rất quan trọng, chúng ta nâng cao và rất quan trọng. Chúng ta thêm một chút này, thật ra nó còn một cái mô hình dữ liệu nữa, nó gọi là hàng loạt ưu tiên nhé, nó cũng luôn cho mình hàng loạt ưu tiên nhé. Thêm một chút, bên này là bên tiếng Anh, bên này là bên tiếng Việt. À, chỗ này là chúng ta biết Việt nó gọi là gì, priority queue, cái này nó là hàng đầu ưu tiên nhé. Cấu trúc dữ liệu rất quan trọng nhé, ưu tiên. Đây là cái cơ bản nhất thôi, còn vào thì đây mà khi mà học sâu hơn nữa về cấu trúc dữ liệu thì nó rất nhiều thứ nữa, nhưng mà đây là theo tôi đây là anh đánh gọi là tối thiểu cơ bản. Thì đây là những kiểu dữ liệu mà nếu mà muốn mô tả dạy cho học sinh về những cái này, học sinh giỏi chẳng hạn, thì chúng ta phải học cái này. Phần này hôm nay chúng ta sẽ học xong cái bài đó nhé. Ở trong Python thì nó có một cái module, cái này luôn gọi là text text. Cái này nó có một cái đối tượng, tự nhiên đang quên nó đối tượng gì, nó gọi là, xem là được là gì nhé, thông tin quên kênh của nó. Cái này không sao, cho tôi tìm hiểu chút. Nó có ở trong các bạn được thêm một chút, tôi tìm nó có mình tìm lại được chính xác hơn lần nào. Bạn xem cái nó là cái gì nhé. Để tôi đây tôi tìm sau ạ. Nhiên này cái này mất được. Công đi lại quên mất quan trọng sao nhé, cái gọi là hit nhìn quên mất hit Q. À như vậy là hiện nay là trong Python thì nó có hai cái module này, nhưng mà dùng nó là khá phức tạp, cho nên là khuyên là nếu các bạn mà cần phải làm việc với những cái này thì chúng ta cứ cho tạo lấy còn dễ hơn, cho tạo lấy còn dễ hơn nhiều là dùng hai cái module này. Như vậy ở trong Python nó có hai module module dict dùng để sử dụng cho stack và queue. Đây là double endian queue, là cái một cái hàng đợi mà có thể nhập từ từ hai phía nhé. Cái này là heap queue là chính là hàng đợi ưu tiên. Nhưng cả hai cái này đều theo tôi là rất phức tạp. Cho nên khi mà chúng ta cần làm việc với stack hay là queue hay là linked list hay là tree hay là priority queue thì chúng ta làm lấy, tự làm lấy còn hay hơn, tự làm bằng bằng Python dễ còn hay hơn. Được rồi, như vậy chúng ta sẽ học cái bài là tự tạo lấy các cái lớp chưa, rất đơn giản, tức là tự tạo các cái lớp, các cái class. Mỗi một class là một kiểu dữ liệu mới, mỗi một class là một kiểu dữ liệu mới.
Và khi tạo ra định nghĩa được class rồi thì chúng ta sẽ tạo ra được các đối tượng thuộc cái class đó. Nhưng mà là mỗi một class nhé. Trước khi ra bạn. Như vậy là một cái class nó là một cái gì? Nó là một cái nó là một cái kiểu dữ liệu mới. Kiểu dữ liệu. Từ định nghĩa gọi là user defined. User defined class là đấy nhé. Thì cái cách tạo class ở trong Python này là rất rất đơn giản, vô cùng đơn giản luôn, chúng ta làm ngay thấy ngay bây giờ. Tuy nhiên là đối với những ai mà mới bắt đầu học cái này thì cảm thấy khó khăn, nhưng mà chúng ta là khi chúng ta thạo một chút rồi thì cái việc tạo cái một class mới này là nó rất đơn giản nhé. Rồi khi mà tạo ra một class mới thì nó là thì tôi bây giờ nó sẽ giống như là các cái class mà chúng ta biết, như là list, như là tuple, hay là int, hay là string, nó giống hệt những cái đó, không khác gì cả, như là một cái class mới, là một kiểu dữ liệu mới nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau thiết lập đó. Nó rất đơn giản như thế này. Đây, định nghĩa là chúng ta dùng cái từ khóa class. Đấy. Ví dụ tôi tạo ra một cái class mới cũng đặt tên là CL chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy, đơn giản. Sẽ đó là class này, sẽ đó là tên của cái class mới, sẽ là hai chấm, sau là xuống dòng, sau là phần mô tả. Đây là phần mô tả của cái class đó. Trường hợp mà mô tả ít nhất thì là nó rỗng. Đây thì ở trong Python có cái từ khóa pass, là từ khóa để mô tả một cái thân của một cái hàm hay một class mà chúng ta muốn cho nó rỗng, thì chúng ta đặt từ pass. Tôi như tôi vừa tạo cái hàm f như thế này, sau tôi pass, thì nếu mà không gì cả thì nó sẽ báo lỗi ngay, một cái hàm mà không cho phép rỗng, nhưng mà để pass thì nó tương đương là tạo một cái hàm rỗng. Thì như vậy là cái class kia là một lòng, như vậy khi tôi có báo là class cl kia có chữ pass là một cái rỗng, thì khi mà tôi làm rỗng rồi nhé, tôi làm cái tạo ra class rồi thì nó là một class thực sự, và nó nằm ở trong cái name của class này là nằm trong cái low bound namespace để tôi low bound tra cứu cái low bound, nó có cl này đấy, là class là một cái lớp mới. Như vậy là khi tôi tạo một cái tên class mới thì nó nằm trong cái low bound namespace, các thấy không nhá? Đó. Rồi khi mà tôi tạo được class rồi thì khi tôi đã có class rồi, tôi sẽ tạo rất là nhiều được những cái instance, những cái đối tượng của class đó. Là chú ý khi chúng ta đã có một class rồi nhé, khi chúng ta có một cái class rồi thì cái đó chúng ta có thể tạo được các cái đối tượng của cái class này. Thì mỗi một đối tượng như vậy, mỗi một cái object của cái class đó thì nó được gọi là một thể hiện, gọi là một thể hiện của class đó, tạo được các đối tượng cho class này, và mỗi một cái object đó của class đó được gọi là một thể hiện, hay anh gọi là một cái instance. Vì chúng ta với cái class là int thì chúng ta tạo ra, chúng ta gọi x bằng 10 là tạo ra 10 này, hay là y bằng 20 cũng là cái đối tượng. Đây là x y là các cái đối tượng, các cái instance, hay là các cái object của đối tượng là int. Mấy đối tượng là list chẳng hạn, thì chúng ta có cái mà chúng ta đặt a bằng như thế này, ta đặt a bằng 1, 2, 3 thì a nó là một cái đối tượng của cái class list. Thế thì anh vậy cái của chúng ta đây nó là như vậy. Đây bây giờ tôi ở đây tôi đã tạo ra cái class là cl rồi đúng không, cl ở đây bây giờ tôi có thể đặt là x gì khi dùng lệnh này, lệnh là cl đóng ngoặc mở ngoặc. Đó, thì bây giờ
đây là tạo x đây là tạo ra một cái đối tượng của lớp CL type x, nó là thuộc lớp là CL nhưng mà nó phải nằm trong cái main này chứ không 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 nó không nằm thẳng ở trong cái ấy, nó không nằm thẳng ở trong cái nó không 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 nó không phải là một cái lớp mà mặc định hệ thống mà nó phải nằm trong cái main này. Cái này thì chúng ta sẽ hiểu sau, cái không quan trọng nhất. Đấy, nhưng mà x là một cái là một đối tượng của CL, của CL được chưa? Và bây giờ mỗi một class khi tạo ra thì nó có một cái namespace riêng. Đấy, chúng ta chú ý nhé, bản thân tên của class thì nằm ở trong cái global namespace, nhưng mà mỗi class nó lại có một cái namespace riêng. Namespace riêng thì làm thế nào để xem được cái namespace của class? Chúng ta dùng lệnh dir, giống như là bây giờ dir dir của x. X là một cái đối tượng của CL đây, thì đây chính là các cái thuộc tính mặc định của cái quả thế là khi chúng ta tạo ra một cái đối tượng mới là CL nhé, mặc dù đây cho đặt là rất hoàn toàn nhưng mà lập tức cho thấy là có rất nhiều các cái đối tượng này. Đấy, thì rất nhiều những cái phương thức hay là những cái thuộc tính của cái đối tượng đó. Đấy, thì dần các bạn sẽ hiểu đi này, lệnh đây chính là lệnh đi này, lệnh đi lệnh lệnh để có thể xem được tất cả cái name trong cái namespace của cái CL, doc này, dict này, để ví dụ thế nhé. Đây vì tôi như vậy x là một đối tượng của CL, hay là chúng ta có thể cái hàm như này, tôi biết rồi, hàm is instance x CL là yes là true. Bây giờ thử e instance từ đây 10 chứ 10 CL là đối tượng số 10 thì nó báo là lỗi này, false này không đúng nhé. Như vậy là x là đối tượng của CL thì đây là cái hàm để kiểm tra, để kiểm tra đó. Được chưa? Như vậy là tôi có thể tạo ra được rất nhiều những cái với mỗi một cái một class khi tạo ra rồi tôi có tạo ra rất nhiều cái instance, các cái đối tượng thuộc các đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp đó. Như vậy lớp là cái một cái mô tả tổng thể của khái niệm là kiểu dữ liệu, thấy chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ mô tả thêm. Như vậy mỗi một cái lớp thì ta thường mô tả cái gì? Thì nói chung là mỗi một lớp chúng ta sẽ mô tả hai thứ chính, chú ý nhé. Đây mỗi một class thì chúng ta sẽ mỗi một class chúng ta mô tả một kiểu dữ liệu mới đó thì sẽ phải mô tả cái gì, cần mô tả cái gì, cần mô tả cái gì. Cái này chúng ta biết rồi, tôi nhắc lại nhé. Gì thì với mỗi class chúng ta sẽ mô tả hai thứ chính, một là các cái thuộc tính của cái lớp đó, và hai là các cái phương thức, các cái hàm, các cái phương thức và phương thức mô tả cái hoạt động của cái lớp đó, các phương thức lớp. Các thuộc tính tức là ví dụ như tôi tạo ra một cái layer, tôi bắt buộc được tôi tạo ra một cái thuộc tính tức là những cái mà nó đi liền cái nó là một cái thuộc tính mà nó attribute đi liền với các cái đối tượng của cái lớp này. Nó là những cái tôi biết tôi mô tả luôn. Còn phương thức nó là những cái hàm để chạy ở trên các cái thuộc tính đó. Đó là thì khi mô tả các cái tùy thuộc vào cái bài toán chúng ta cần thiết lập, thì khi mà định nghĩa một class thì chúng ta thường định nghĩa các cái thuộc tính và cái phương thức của cái lớp đó. Rồi thì bây giờ chúng ta đi học mô tả luôn nhé, cái này nó đơn giản. Thì cách mà chúng ta cái cách mà trong các sách hay viết là khi chúng ta mô tả một lớp thì chúng ta mô tả như thế này. Bằng cách này nó không chuẩn lắm, tôi nói luôn nhé. Ví dụ tôi mô tả cái lớp là các cái điểm ở trên mặt phẳng. Tôi dùng cái quanh nhé. Hai chấm xuống dòng và tôi viết là x gì? Khai báo là x bằng 0 và y bằng 0. Ví dụ như là gì? Thì với trường hợp này
là chúng ta khai báo hai cái thuộc tính là x và y, biết là p bằng quanh như thế này, tôi có viết là px bằng một, PI bằng 2. Thì cái PX này là cái thuộc tính là X ở đây được mô tả ở đây, Y là mô tả ở đây. Vậy là cái P là cái hai thuộc tính là X Y. Và khi mà ta truy cập vào một thuộc tính, ta gọi lại gọi đối tượng xong chấm thuộc tính. Thế không nào? Phương thức cũng vậy, phương thức cũng gọi là P chấm sau là phương thức. Mà phương thức là hàm thì cũng phải thêm dấu ngoặc nữa. Khi mà chúng ta tạo ra những cái vị A đây. Pen list như này thì chúng ta có thể dùng cái lệnh này, pen chúng ta nhấn lại pen một, đúng không? Như vậy là cái pen này là nó là một cái phương thức của cái đối tượng là list, đấy, đúng không em? Rồi thì như vậy là đây là cách mô tả đơn giản nhất, nhưng mà cách này là cách người ta khuyên không không nên dùng. Và bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn luôn cái phần cơ bản, cái cách mà mô tả chuẩn tắc nhất mà Python khuyên tất cả nên sử dụng là như thế này. Đây là cách mô tả và cách mô tả chuẩn nhé, là như thế này. Class, tôi mô tả lại cái khái niệm là quanh nhé. Đây, quanh một cái lớp kiểu dữ liệu là mô tả các điểm trên mặt phẳng. Cái này là cái mà trong bình thường chúng ta không có, cần phải tạo ra, nhưng mà đối tượng của nó là những cái điểm trên mặt phẳng. Cũng như là mô tả đối với hàm thì chúng ta có thể ngay đây chúng ta có thể mô tả cái mô tả cái chú thích hay là cái phần documentation hay là cái doc string của cái lớp lớp các cái lớp lớp mô kiểu dữ liệu. Phần này có thể quá không có, nhưng phần này là phần gọi là phần comment, nhưng mà nó ngay ở phía dưới của cái tâm cung mô tả hàm cũng vậy. Có cái này thì cái này nó là cái gọi là doc string của cái này. Khi chúng ta gõ lên này nên doc string là cái đoạn cái này cái hàm này này đó, thì cái phần này nó sẽ mô tả. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuộc tính của cái cách mà Python định nghĩa là như sau. Chúng ta định nghĩa một cái hàm này là cái hàm dùng để khởi động, để khởi tạo ra cái thuộc tính của một đối tượng của cái lớp đó, là như này, chính là gạch dưới này, init này. Đấy, init hai gạch dưới. Đấy, phần này hơi cứ phức tạp hơn này. Hàm, cái hàm init này là cái hàm gì, là biết là cái hàm mà làm mặc định cái hàm mà chuẩn của Python để dùng để mà khởi động, hay là cái đó trong tiếng Anh trong C nó là constructor, khởi động cái dữ liệu ban đầu của cái lớp. Đây là quanh. Thì trong cái này nó gồm có cái gì, nó bao giờ phải có, đầu tiên phải có cái cell này, sau đó là nó có thể mô tả như sau. Có thể là để khởi động ban đầu chúng ta có cái x thì bằng 0, y bằng 0, mô tả cái bằng cái thông số mặc định của cái bộ dữ liệu của chúng ta, đóng ngoặc hai chấm xuống dòng, và chúng ta gọi như sau: self x. Đấy, cái cell này là chính là mô tả cái đối tượng đây, nhưng mà có thể dùng từ khác được, nhưng mà Python đề nghị dùng từ cell để mô tả cái đối tượng mà sẽ được sinh ra, một cái từ để mô tả đối tượng. Và x gì đây, chúng ta gắn bằng x, đây là cái gì ở trên này nhé, đó là self y. Xong như vậy, đây là chúng ta đây là khai báo chuẩn. Có cái hàm init là rất quan trọng, thường hàm init là thường hàm hàm đầu tiên đặt ở trong cái đối tượng đó, được chưa? Thì cái này là điểm gì để mà cái hàm init là để mà khởi tạo cái khởi tạo một cái đối tượng. Ở trên này chúng ta đã có định nghĩa đây, như đây là class đây nhé, và ta có cái lệnh này, đây là với lệnh khởi tạo. Cái này là nó không chuẩn lắm, nó lại rồi chúng ta không không dùng lệnh này nữa, và ta dùng cái lệnh mới này. Đây cái này, thì khi mà chúng ta khai báo đây, chúng ta lệnh có x gì này bằng
Anh giả sử tôi muốn khai báo một cái tạo một cái điểm có tọa độ là 1 2, gọi là 1 2, gọi như này. Khi tôi gọi như này nhé thì máy sẽ chạy cái hàm init này và gán x này và là 1 y đây bằng 2 ở đây, và nó tạo ra một cái điểm có tọa độ x, x là 1 y bằng 2. Enter này, hạn bìa x. Ồ, phải là dùng p đấy nhé, dùng p, dùng cái chung chung tên mất. 1 2 đây nhé, thì p chấm x sẽ là 1, còn p chấm x chấm y sẽ là 2. Và việc tôi có thể làm việc với cái với cái quanh đó, và việc tôi có thể mang cái tôi có thể gọi là tôi chỉnh lại px bằng 10 chẳng hạn, đổi cái dữ liệu tôi đổi x của p là 10, tôi có thể gọi chấm pi khai báo lại là 100 chẳng hạn, nhìn chẳng hạn. Vì tôi dùng lệnh là việc tôi print print p chấm x phẩy p chấm y in ra sẽ là 10 100 đây. Thì đây chính là cái lệnh nhà, cái lệnh là rất là cơ bản. Lệnh này nó phải là muốn chạy đến đây được, chúng ta phải có cái hàm init này. Đấy. Được chưa? Tôi sẽ mô tả ha. Bây giờ tôi sẽ mô tả mà các cái ví dụ một cái ấy khác nhé, các ví dụ khác nhé. Đây. Bây giờ tôi khai báo là tôi tạo một cái một lớp là gọi là người đi, một cái gọi là person đi, và nó có 2 tham số, một tham số là đặt tên và một tham số là địa chỉ chẳng hạn. Một cái đó làm như sau, last này person hai chấm xuống dòng, và tôi định nghĩa đó def init cell, cái này là cell này. Và 2 cái tham số, một là name mặc định thì tôi để là giống nhé, hay đặt đặt mặc định có thể là ví dụ như là Hà chẳng hạn mặc định, còn thứ hai là địa chỉ address để mặc định là ví dụ mặc định là Hà Nội, đây là chấm xuống dòng và cell chấm name bằng name và cell chấm address bằng address. Chưa? Bây giờ tôi đặt tên kia tạo ra một người mới nhé. Bây giờ tôi đặt là A bằng first. Thì tôi có thể đặt vào đây 2 tham số là name và địa chỉ. Bây giờ tên có người tên là Bình vào đây, là Bình, và địa chỉ của nó là Quảng Ninh chẳng hạn. Enter thì A name của A nó sẽ là Bình và địa chỉ của A nó sẽ là Quảng Ninh. Và cái A này này, A này nó làm nó là một cái instance, một cái đối tượng của cái class là person, thì tôi gọi is in instance A person. Nó thay chữ A bằng từ khác thì là sai ngay. Được chưa? Đây cái thường thường là cái hàm đầu tiên là hàm init, còn cái hàm 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 tiếp theo sau là những cái hàm mô tả cái gì, mô tả các cái phương thức của cái đối tượng đó. Nhưng mà mình tôi làm thêm ví dụ nữa nhé, để các bạn hiểu nhé. Mình tôi đặt làm thêm ví dụ là tôi tạo một cái đối tượng là gì, một cái đối tượng là hình vuông chẳng hạn, hình vuông nhé, tạo sử vậy nhé. Và tôi tạo ra hình vuông, tôi tạo ra các cái phương thức để mà tính chu vi và diện tích của một hình vuông, được chưa? Rồi làm thử này, tạo một cái đối tượng là một cái lớp chứ, là mô tả một lớp tất cả các cái hình vuông, gọi là square, square như này đúng không? Hai chấm rồi đầu mô tả này, đầu tiên là bao giờ ông đặt init, cái này rất quan trọng, init này thành cho quen, cứ làm quen tay init này.
một hai thì thường cái thì self nó thêm một chút ở chỗ này chẳng qua cái này là các bạn nhìn vào thấy hơi là lạ đấy chứ là tức là gì vì sao lại có hai cái gạch dưới này thực ra là quyết định của thằng Python thực chất là nó không quan trọng lắm nhưng mà như là gì ở trong các cái lớp các cái hàm mà mô tả bên trong một lớp ấy nếu mà là có gạch dưới như này này là những cái hàm bên ngoài sẽ không nhìn thấy đúng lại như vậy nhé cho chúng ta sẽ điểm sang cái này rồi cell này mà length thì là length không như vậy là mặc định là mô tả một square là nó có một thóc số là len là cái độ dài của cạnh thôi nhưng và mất định cho nó bằng không rồi self lens đây chỉ là cái dùng để khởi tạo của nó đúng không nào đấy điều tôi mô tả tiếp sang cái hàm thứ hai là hàm tính chu vi nhá chu vi viết luôn chu vi này là chu vi ngoặc này self hàm này là chỉ cái hàm này nó có thế này thôi nó không cần thiết về có cái là không cần thiết có cái này nữa vì ta tính chu vi của một cái đối tượng thôi mà đấy được chưa sao như này và bây giờ nó return là 4 lần nhân với độ dài của cạnh nhân với self length đây là phần chu vi nhé giờ tôi định nghĩa tiếp cái hàm nữa là hàm diện tích self như này và return là self chấm length nhân với self chấm length chưa enter lần nữa này là kết thúc đấy mà tôi vừa kết thúc tôi vừa mới tạo ra một cái đối tượng mới là đối tượng đặt tên là square một đối tượng mà làm cái lớp square là dùng để mô tả tất cả các đối tượng là hình vuông chưa hình vuông đó chỉ có một cái tham số thôi là length đây rồi thì bây giờ tôi tạo một cái hình vuông đầu tiên là h được chưa tạo một hình vuông h có độ dài cạnh square hai chẳng hạn đây là khởi tạo một cái đối tượng là h h nó có một tham số thôi là length đây một cái thuộc tính thôi là length đây là gọi để kiểm tra cái length của cái h đó tôi có thể thay đổi h length đặt từ ba thay đổi ba ngay để tính chu vi nhé chu vi nó là một cái phương thức của cell như vậy ta chỉ việc chấm chu vi là xong chu vi như này đó. Là tính những chu vi của nó sẽ là 12 đúng không nào như vậy là chu vi đây là một phương thức cách gọi của nó giống như là gọi những cái phương thức khác mình đã biết đối với string này đối với list đã biết rồi nhưng với diện tích này tôi gọi là h chấm diện tích như này phương thức thì bây giờ có số hoặc giống hoặc enter đây là 9 nhưng chúng ta vừa tạo ra là hai cái hai cái phương thức khi chúng ta đã tạo ra một cái square này rồi thì chúng ta không thể thay đổi nữa không là không thể nào bổ sung thêm vào đây những cái phương thức nữa muốn bổ sung thêm chúng ta phải định nghĩa lại cái này đã tạo xong rồi là thôi thì ở trong Python nó cho phép chúng ta là lấy cái kế thừa chúng ta sẽ kế thừa chúng ta tạo một cái đối tượng khác là cái kế thừa của cái đối tượng này thì cũng được mà thôi cái này tôi thần mà kế thừa chúng ta sẽ hơi khó chút tôi không nói vì cho luôn là cái chúng ta làm quen với cái này thôi nhé rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen thử một vài cái liên quan cơ sở liệu mà tôi vừa ban đầu nhé đây bây giờ chúng ta nhắc lại một chút này đây bây giờ tôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau định nghĩa một cái đối tượng là ngăn xếp và hàng đợi chúng ta muốn cái thiết kế bằng cấu trúc này
Thì tôi nhắc lại một chút về cấu trúc ngăn xếp trước nhé. Ngăn xếp này, ngăn xếp nhé, ngăn xếp thì ngăn xếp là cái gì? Nó là một cấu trúc tuyến tính thôi. Và cái tuyến tính này, đây là cái đáy của nó này, đây là đáy nhé. Đấy, đây là cái đầu của nó đây, đây là cái top của nó đây. Thì ngăn xếp là gì? Nó cho phép chế độ là ta có thể đẩy dữ liệu vào đây và lấy ra luôn đây. Nó gọi là vào sau ra trước đấy, đúng không? Là last in first first out đấy. Gọi là last in LIFO này, cái này không quan trọng. Thì chúng ta đẩy vào còn lấy ra là luôn ở chỗ này. Cho chúng ta đẩy vào sâu bên trong này. Cái này cái ngăn xếp nó giống như chúng ta có cái ba lô như này nhé, có cái vali cho đẩy cái áo vào này. Thì cái áo nó vào sau, nó ở bên trên ta lấy ra trước, được đưa vào và lấy ra trước. Cái áo nó vào sau cho phải lấy ra sau. Thì cái này nó gọi là cái mô hình này, nó gọi là mô hình dữ liệu là gì, là vào sau ra trước. Ngăn xếp là một cái mô hình dữ liệu rất đơn giản, rất là nổi tiếng, dùng rất nhiều trong khi mà học về thuật toán. Bạn thấy là nó dùng rất nhiều những cái bộ dữ liệu là ngăn xếp này. Đấy. Thì ngăn xếp là cái điều là như này, là vào sau ra trước, gọi là LIFO. Thì ngược lại với ngăn xếp là nó gọi là hàng đợi. Mô tả luôn đây để chúng ta hình dung. Đây nó gọi là stack nhé. Hàng đợi thứ hai nó gọi là queue. Hàng đợi nó khác với ngăn stack là nó làm cái hàng mà thông hai đầu như này, dính dính lại dùng từ xếp hàng như này. Vào đi vào và ra này, đây là phía này các xếp hàng. Thì ai vào trước thì ra trước. Cái này nó là vào trước ra trước, nó gọi là last, nó gọi là first in first out, đúng không? First in first out, vào trước ra trước, đúng không? Đấy. Thì cái chỗ này nó gọi là cái chỗ này đầu của cái đấy, nó gọi là top này, đúng không? Top này. Đối với thằng này thì chỗ này là top này, chỗ này gọi là đáy này, đúng không? Đấy, lại thấy chỗ này ngược lại, thằng này chỗ này gọi là top này, đây gọi là đáy này. Sự nó không ngừng có lại ngược lại chứ, đây là đầu chứ, đây là đầu chứ. Đầu này, đây là đuôi này, đuôi này. Đấy. Vào sau và ra trước. Thì về và nó và cái hai cái stack và queue nó là tuyến tính cả, cho chúng ta có thể dùng nó như là một cái list thôi, một cái list này. Đấy chưa, nhưng là như vậy, nhưng mà dùng list thì nó không thuận tiện, không hay bằng chúng ta nên thiết kế lấy một cái mô hình ngăn xếp và hàng đợi bằng cấu trúc class chúng ta học trên này, rất đơn giản thôi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cơ bản nhất của ngăn xếp và hàng đợi nó gồm có cái gì, các công cụ, các cái hàm chính, các cái thao tác chính, trên stack nhé, trên hàng đợi, trên ngăn xếp và hàng đợi nhé. Một là đối với stack thì liên quan những cái lệnh này này, lệnh quan trọng này. Lệnh thứ nhất là lệnh tạo một ngăn xếp rỗng. Tức là chúng ta có thể gọi tạo một lệnh là s bằng dùng lệnh stack như thế này, đóng một như này. Anh thì lệnh này lại tạo một cái ngăn xếp rỗng ở trong bất cứ ngôn ngữ nào. Hai là lệnh đưa dữ liệu
đưa 1 phần tử vào stack, vào ngăn xếp, là chúng ta có cái ngăn 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 xếp ở đây nhé, ngăn xếp đây, chúng ta là đẩy đẩy vào đây, đẩy dữ liệu vào đây, thế này nó gọi là lệnh push. Thì lệnh push này thì nó có s rồi có x gì nó đưa vào, thì có hai cách viết, một cái viết là cái viết dưới dạng là hàm thông thường, ta viết này là push push của x gì vào s gì, đẩy x vào vào cái ngăn xếp là s gì, thì là viết theo mô tả, theo cái mô tả hàm, còn viết theo mô tả là và đối tượng thì là s chấm push x. Đấy, nên là nó là một cái phương thức viết nào cũng được nhé, chúng ta có thể viết một một trong dùng dùng trong một trong hai cách. Đấy, đây là cách dùng bằng hàm, đây là cách dùng bằng phương thức. À, cái lệnh thứ ba là cái lệnh là lấy từ ra, lấy ra thì đây cái stack đây, chúng ta lấy ra, cho chúng ta lấy ra ngoài và phần tử của stack nó giảm giảm đi một nửa, giảm đi một phần, lấy một phần tử ra, lấy một phần tử, phần tử từ 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 đỉnh của s ra, để s được chưa? Thì cái lệnh này đối với hàm thì chúng ta mô tả lệnh lệnh pop pop s là lấy ra, nó trả về giá trị, nó trả về cái hàm, nó trả về giá trị là phần tử đầu tiên của s gì đây, phần tử của s. Còn bên này là dùng cái lệnh là gì, s chấm pop một cái gì cũng được nhé. Đây là mô tả theo kiểu phương thức, theo kiểu phương thức, đây mô tả theo kiểu hàm thuần túy. Và cùng lệnh thứ tư nữa mà chúng ta hay hay dùng là lệnh là kiểm tra xem là cái em stack rỗng hay không, kiểm tra stack có rỗng hay không, thì dùng hàm thì dùng là gì, là is empty, empty s, và còn mô tả bằng bằng phương thức là s is empty. Thì ở bên này là mô tả bằng 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 class, bằng phương thức, còn đây là mô tả bằng lệnh bình thường. Rồi thế bây giờ tôi sẽ cùng các bạn làm việc trên cái này trước nhé, làm việc trên stack trước nhé, đơn giản lắm, rất đơn giản. Bây giờ trước tiên tôi mô tả bằng mà trước tiên tôi mô tả bằng tôi đưa tôi làm bằng bằng hai bằng bằng hai lần. Lần một là chúng ta dùng cái list bình thường, chúng ta mô tả concept chúng ta làm được, và cách thứ hai là dùng class rồi mô tả bằng đối tượng nhé. Rồi cách một này, cách một là chúng ta sẽ mô tả những cái hàm để mà ta tạo ra cái đối tượng là stack, là ngăn xếp ở trong Python nhé. Cách mô tả bằng hàm, đây hàm stack này nhé, hàm push này, hàm pop này, và hàm kiểm tra mà rỗng này, một ta mô tả ngay trên màn hình thôi, đây mô tả luôn cho các bạn xem nhé. Đây lệnh nhà tạo này, def này, hàm bình thường ấy mà stack. Đây là mô tả bằng hàm, những cái này không phải đối tượng nhé, hàm. Và đây là cái hàm này nó trả về gì, nó trả về là một cái stack rỗng, chứ tôi return luôn, tôi return luôn cái vậy này. Đây là cái lệnh là tạo cái hàm, tạo cái hàm là gì, là trả là hàm này có tên là stack rỗng như này, và nó trả về là một cái dãy, một cái list rỗng. Ví dụ tôi viết là s bằng stack như này, sẽ là một rộng, là một rộng. Ta dùng list để mô tả ngăn xếp. Rồi, thì tôi mô tả các lệnh kia nhé. Mô tả cái lệnh là gì? Mô tả cái lệnh là lệnh 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 đưa vào và lệnh lấy ra, lệnh đưa vào này, lệnh lấy ra này, lệnh và hàm kiểm tra. Rất đơn giản. Đây. Mô tả cái lệnh đưa vào nhé. Push x s. Đưa cái
đưa cái s này vào, nhưng mà đưa cái x này vào, s thì làm cái giải cho s thì chấm được n. Đối với mà đối với dãy à, đối với đối với stack ấy, thì mà đối với dãy chứ là đối với một cái list, đối với một cái list bình thường nhé, đây, một cái list, thì cho hiểu hiểu đây là chính là phần đầu của phần top của stack, cái phần đầu tiên là phần đáy của nó, ta đưa vào bằng lệnh append, đưa vào. Nếu mà dùng list, chúng ta chú ý là không dùng làm đầu nhé. Chuyện này hơi giải thích một chút cho mọi người vì sao lại đưa vào đây chứ không đưa vào đây. Vì sao này, nó đây là một cái dãy A nhé, một cái dãy nhé. Thì ở đây nó là đây nó sẽ là A0. Ở đây nó sẽ là AN, AK. AK ở đây. Thì đưa cái lệnh append là thầy đưa vào đây. Còn nếu mà muốn đưa vào đầu lên, giả sử tôi muốn làm đầu đưa vào thì phải dùng lệnh insert. Lệnh insert dùng lệnh là A.insert. Insert 0x. Còn ở đây thì chúng ta chỉ việc là dùng A lệnh append là được. Như vậy là một cái dãy, một cái list A như này thì ta hiểu là phần đuôi của nó này, phần cuối của nó chính là phần top, phần đầu của ngăn xếp. Đây là phần đáy của ngăn xếp. Và người ta không dùng làm đầu, dùng cái này làm đầu. Làm đầu dùng làm đầu. Vì sao như vậy? Vì lệnh này, lệnh này nó chỉ mất là ai làm việc đây mất không một thời gian thôi. Còn cái lệnh này này là không n thời gian nhé. Cái lệnh này là thời gian của nó là tương đương với n. Đấy, hơi lâu một chút. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây là việc cho chúng ta dùng lệnh là đây, chúng ta s pen là xong thôi, đúng không? Đấy, xong. Mình làm tiếp với lệnh là lấy ra def bỏ s. Được chưa? Thì chúng ta chú ý nhé. Cái này hơi đây, chúng ta thì ở trong list nó có hẳn lệnh pop để lấy phần tử cuối ra. Thì đây chính lệnh pop này đây. Chúng ta chỉ return s pop. Cái này chúng ta nhớ lại. Ở trong đối tượng list nó có một cái hàm là hàm pop này. Hàm pop này là hàm pop chính cái hàm pop mà lấy phần tử cuối của cái dãy ra. Đây. Được chưa? Và cuối cùng là cái hàm là mà kiểm tra xem là một cái stack có phải rỗng hay không, dùng cái hàm is empty, empty s nó rỗng khi chỉ khi là cái độ dài của nó là bằng không. Chúng ta đi thử len độ dài của s này, nó trả lại đúng khi chỉ khi là cái len bằng không. Chúng ta vừa mới làm xong nhé. Đây là lệnh khởi tạo một cái stack này. Đây là lệnh đưa dữ liệu vào stack này. Đây là lệnh lấy phần tử của stack ra này. Đây là lệnh kiểm tra này. Để kiểm tra lại tôi đặt s gì nhé. S hoa đi bằng stack này. Được chưa? Đó. Rồi thì bây giờ tôi kiểm tra tôi is empty, xem nó là rộng hay là không. Đúng, rộng thật, đúng không? Thì tôi đưa vào này, push 10, tôi đưa vào s. Vì s thì tôi lên 10 như thế này. Vì tôi push một lần nữa nhé. Push phần tử thứ hai là 12 chẳng hạn, vào s. 12 nó đẩy s đây, nó đẩy vào phía bên phải 12 đây. Rồi lên pop cái này à, tôi là pop s lấy ra là 12. Bây giờ s còn lại là chỉ có 10 thôi. Như vậy lệnh push, lệnh pop làm như bình thường. Được chưa? Đấy. Thế như vậy là định nghĩa cái ngăn xếp bằng list mà dùng cái hàm bình thường rất là dễ. Việc tôi sẽ bắt đầu tôi làm bằng cấp cho các bạn là việc tôi làm ngay trên mình bây giờ là tạo một cái lớp, một cái class và có thể dùng cái hàm này. Đây, một cái phương thức push này. Đây vẫn là stack mình, đây vẫn là lệnh bình thường nhé, dùng class để tạo được. Còn đây là gì? Dùng lệnh, dùng phương thức pop này,
dùng phương thức MBT nhé, làm thử nhé. Ngay ở đây tiện là làm luôn này. Class này, start đấy, hai chấm xuống dòng bắt đầu nhé. Đầu tiên là init. Init là tạo ra một cái là tạo ra một cái rỗng nhé. Bao giờ tạo ra một cái rỗng để như thế này. Đây def init init self không có thiết bị nào nữa, đóng luôn lại và đưa luôn như thế này self chấm tôi tạo ra một cái phải tạo ra một cái dãy một cái list để lưu trữ cái tên của sách đó nhé. Cái list này tôi không dùng đến bây giờ cả, không dùng tên của nó nhưng mà tôi vẫn đưa vào đây. Tôi đặt tên là Ai Cập, đặt tên là như này nhé, là cái nó là cái sách này mà bên trong nó vẫn là một cái list thôi, nhưng mà tôi bọc nó ở trong bên ngoài, nó là một cái lớp, còn lớp gọi là stack, nên mình sẽ đặt là như vậy. Là cái item này này là làm cái thuộc tính của cái đối tượng stack của cái lớp là stack, thấy chưa? Như này, và tiếp viết như này, mặc định nó là rộng. Vậy là khi khởi tạo một cái stack thì luôn là rộng, thì ta để như này nhé. Rồi bây giờ phần là lệnh tiếp theo. Đếp. Lệnh tiếp theo là lệnh tiếp theo là lệnh gì? Lệnh là push. Push self. Rồi, self đây là x. Đấy. Nạp cái x này vào cái stack này, chúng ta như lại này, lệnh là push x này, lệnh push x nhé. Đấy. Đây ta phải có lệnh là push self x. Đấy. Lệnh này sẽ đưa cái x này vào cuối và đuôi của cái dãy chính là cái item này. Tức là như sau, self item quản trí xong bổ sung vào cuối dùng lệnh append x. Đấy. Đây gọi đây chính là lệnh đi, không lệnh mà bổ sung x vào cuối của cái item. Như vậy cái nội dung của cái item chính là cái dãy, cái thông tin, cái list là thông tin của sách đó. Chúng ta hãy báo đây cho người dùng mà họ không có biết cái này nhé. Rồi tiếp theo nữa là cái em mô tả cái hàm pop nhé. Pop nó chỉ lấy ra thôi, không có để xin nữa. Hàm này chỉ là hàm pop không thôi, như này không thôi nhé. Này hàm pop như này này, này pop như này đấy. Rồi pop nhá, pop hai chấm. Tôi sẽ phải trả về cái phần tử cuối của item như sau. Chờ một chút. Alo. Ừ, ai đấy? Rồi. À, tôi return cái phần tử cuối cùng của item và cắt nó đi. Return là self.item.pop. Vẫn là cái lệnh pop. Nhưng lại là cái item là cái là cái đối tượng dữ liệu chính, làm cái list chính của cái stack này, và cái lệnh pop này lấy ra phần tử cuối cùng của item đó nhé. Đấy, trả về như này. Rồi. Thật ra muốn cho nó yên tâm hơn thì là phải kiểm tra xem là nó là rỗng thì lấy ra được tập để. Rồi cuối cùng là def là is empty. Kiểm tra cái self và return cái gì, return là gì, là self chấm item len không
Thật ra cái này nên để trên, tôi copy lên trên nhé, hay hơn là dưới. Thì chúng ta dùng dùng nó đây. Còn đây này, đây này, trước khi post kiểm tra nó hết không rỗng thì người ta mới đưa vào đây, ta thêm chút hay hơn đây, kiểm tra if not, if not self self chấm is empty. Thì mới đi hơn. Đấy. Thế này an tâm hơn. Nhưng mà bất cứ lúc nào mà đẩy ra nó sẽ bị lỗi. Đây, đi not, nếu mà không nếu mà cái stack nhưng mà nó không rộng. Không rộng thì mới đẩy ra. Đấy. Đây chúng ta như vậy chúng ta vừa mô tả là một cái blog mới tinh có tên là class, có tên là stack dùng để mô tả kiểu cái kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu ngăn ngăn xếp nhé. Để tôi enter đây là kết thúc. Ôi, chúng ta thiếu hai chấm rồi, tôi sẽ lại một tí, tôi mua bộ vòng vàng chết luôn đây, về làm copy lại này để ra đây, chỗ này quên không để hai chấm vào đây rồi, được chưa? Enter đúng rồi đấy nhá. Đó. Bây giờ làm thử này, s này add bằng stack thì như vậy bây giờ đây là lệnh là tạo ra một cái stack rộng kiểm tra nhé, s này chấm này is empty, nó sẽ là rộng đấy, true. Bây giờ bổ sung này, s này push thì nó là mấy nhé, 10. Đây là lệnh làm phương thức rồi chứ không phải là một hàm ở trên kia, nó là phương thức giống như ở đây này, đấy, push này. Đó. Đấy, push 10, enter. Thế như vậy là S sẽ có một phần tử, bây giờ bổ sung thêm S. Push 2 chẳng hạn, 2 là cái thằng đi vào sau. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi pop này. S, pop, đẩy ra nó sẽ là số 2. Đấy. S, pop lần nữa thì nó ra gì? Ra là 10. Còn bây giờ không bóp nữa. Đấy, và chúng ta vừa mới tạo ra một cái đối tượng hoàn chỉnh. Thế như vậy này. Khi mà chúng ta đây là cái phần mà dùng mà class để mô tả nhé, tạo đối tượng hoàn chỉnh mới là đối tượng là ngăn xếp. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp cho các bạn khi em ngay trên bây giờ làm tiếp một mô hình là hàng đợi nhé. Đây. Hàng đợi nó sẽ phức tạp hơn nhé. Hàng đợi đây. Bây giờ hàng đợi này. Với hàng đợi thì gồm có cái gì? Hàng đợi. Thì bước 1 tôi mô tả cái bước đơn giản đã. Tức là hàng đợi gì? Hàng đợi là tôi sẽ dùng cách 1 là tôi dùng list bình thường, một cách 1. Dùng hàm bình thường của Python để mô tả nhé. Cách đơn giản thì cùng sẽ có là có 4 hàm sau đây. Chúng ta mô tả bằng hàm trước nhé. Hàm trước. Rồi, hàm thứ nhất là hàm tạo một hàng đợi mới, là một cái hàng đợi rộng. Dùng lại là Q bằng Q như thế này. Đấy, đây là cái lệnh tạo một hàng đợi rộng nhé. Rồi, lệnh thứ hai là lệnh là đẩy dữ liệu vào hàng đợi, đẩy dữ liệu hàng đợi trong chuẩn của nó là ăn q như này, đẩy x vào q. Còn nếu chúng ta mà mô tả bằng đây là hàm mô tả bằng phương thức thì nó là q chấm n q, mô tả hàm luôn nhé. Tôi sẽ mô tả đang tôi mô tả sau cái phần này, cái phần này gọi là phần bằng class thì tôi mô tả bằng hàm trước nhé. Đây. Hàm thứ ba là hàm mà là đây là đưa vào này, đưa vào
lấy ra này, lấy ra là đề cử, đề cử lấy ra phần tử, trả lại phần tử đó. Còn bên này thì nó là chấm đề cử. Còn cuối cùng là cái hàm kiểm tra, kiểm tra rộng, rộng là đối với kiểm tra rộng. Còn thứ tư hàm là is empty q, đúng hay không? Còn bên này là q is empty. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái đấy trước nhé. Mô tả cái bằng mô tả bằng gì, mô tả bằng bằng hàm bình thường đối với Python trước nhé, còn cái bên này làm sau lát nữa. Rồi bây giờ mô tả này, đầu tiên chúng ta sẽ mô tả bằng dùng list bình thường và mô tả bằng hàm số bình thường để mô tả, cách nhất là cách mô tả bình thường đơn giản thì như sau. Đây và ngay bây giờ nhé, đầu hàm của bình thường cái này học sinh hoàn toàn hiểu được. Def này, def q tạo cái hàm này giống, chúng ta return, return về dùng cái list để mô tả. Hả? Một, thứ hai là cái hàm kiểm tra giống này, def is empty q, ta return len của q không, nhưng mà là nó bằng rỗng thì là độ dài nó bằng rỗng, nhưng mà nó rỗng thì nó trả từ true, còn không thì nó là false. Rồi hàm thứ ba là cái hàm đưa vào là ăn q q q q trước hay là x trước, x trước q sau nhé, không quan trọng lắm. X q là đẩy x vào q. Thì chúng ta mô tả cái hàng đợi nó là một cái list như thế này. List đây, đây là đầu dãy đây, chỉ số 0 đây, chỉ số n đây, thì đưa vào đây ăn q đây, đây là đề q đưa ra nhé, đây là ăn q này. Đây là đề q này. Đấy. Rất đơn giản, thật là đưa vào rất đơn giản, tôi đưa vào bằng lệnh append thôi, đưa ra bằng lệnh pop, đưa ra bằng lệnh pop, nhưng mà pop phải pop bình thường mà là pop có chỉ số đây nhé, ăn q này ta dùng lệnh là q chấm append, đơn giản như này thôi nhé. Tiếp theo cuối cùng là cái hàm là hàm gì, hàm là đề q q what q thì kiểm đi là if not is empty thì ta mới lấy ra đúng không, q, còn nếu không thì chúng ta không lấy ra bằng cách nào, đây dùng lệnh là return q pop không. Ở trong Python thì cái lệnh pop nó có là lệnh pop, nó có thể là pop không chỉ số thì là lấy ra phần tử cuối cùng, còn pop có chỉ số k chẳng hạn lấy ra phần tử thứ k. Như vậy là muốn lấy ra phần tử ở đầu của cái cùng một dãy, cùng một cái list, ta phải dùng lệnh là pop không. Vậy chúng ta vừa mới làm xong. Đấy, mô tả một cái bốn cái hàm để mô tả cái cách dùng hàm bình thường trong Python để mô tả cấu trúc dữ liệu Q. Khi các bạn mà làm việc với khi mà làm việc làm các bài tập mà liên quan đến dữ liệu người ta làm cái này, nó rất đơn giản. Cái này không phải một chính mà tôi muốn bây giờ là sẽ mô tả một cái lớp dữ liệu là hàng đợi nhé. Thì khi mô tả tôi bỏ qua, tôi dùng một việc khi tôi sẽ mô tả bằng đây, tôi sẽ mô tả này, phần này nhé, mô tả một lớp mà một lớp q hàng đợi,
lớp đầy đủ. Thế làm như thế nào thì tất làm như sau nhé. Thì lớp kia của tôi này, của ta, chúng ta nó sẽ như sau. Cái lớp kia của chúng ta nó sẽ có, nó có ba tham số, nó có ba cái ba thuộc tính. Một thuộc tính nó là cái item, chỉ là cái dãy, nó phải vẫn làm cái dãy list như thế này, được chưa? Tiếp theo là một cái làm cái chỉ số để mô tả cái vị trí đầu tiên của cái dãy đó, của cái hàng dãy đó. Tôi kiểu đó là front front id front id nhé, front id là cái chỉ số này này. Khi mà lấy ra nó sẽ lùi lại ở đây, nó như vậy lúc ta là đây cái dữ liệu của ta nó đây, cái bộ dữ liệu của chúng ta là nó như thế này nhé. Đây, một cái hàng đợi như thế này, nhưng mà dữ liệu nó sẽ nằm ở đây cho đến cuối của cái dãy này. Thế đây là vị trí đầu tiên, cái này là vị trí là front front id, là cái chỉ số đầu tiên mà có dữ liệu. Còn phần này là phần rỗng, này là phần rộng được chưa? Đấy, nhưng cần phải còn có cái file ID này để mô tả. Đây là vị trí đầu, vị trí này là dùng để khi ta lấy ra, khi mà dùng lệnh là DQ lấy ra. Còn vị trí này là vị trí cuối, vị trí này phần này nằm ở đây, không cần còn gì nữa. Đây là phần dữ liệu, phần dữ liệu của hàng đợi nhá. Thì bắt đầu là rất là rỗng, không có gì. Nhưng mà nó có hai cái tham số, một là item, hai là from ID. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái lớp này ngay trên màn hình luôn. Class Q kịp ngay chưa? Rồi đầu tiên là cái init này, def init chỉ có cái này không cần, được chưa? Đây là cái vị trí đầu tiên đúng không? Đây nhé. Thì cell item là chỉ là cái item, chỉ là cái dãy, thì mặc định mặc khi ta khởi tạo nó sẽ là rỗng nhé. Còn cái cell front id còn bao nhiêu khi nó rỗng ấy, thì cái này là nó sẽ đọc là trừ một. Vậy cái file ID là bằng không thì là nó là vị trí đầu tiên. Nó cái thân này nó lớn là cái file ID, nó phải chỉ số của phần cửa đầu tiên của cái hàng đợi. Nó lớn được bằng không thì nó có nghiệm, và bằng trừ một thì là nó là rộng nhé. Đó rồi bây giờ chúng ta làm tiếp này. Bây giờ def đầu tiên là is empty. Đây đầu tiên là đây đơn giản xem đúng không, return là len của self item bằng không, thực ra là hoặc là front id bằng trừ một cũng được. Cái này để được nhé. Rồi cái lệnh tiếp theo là lệnh là unQueue. Đưa x vào mà cuối của hàng đợi đợi chúng ta dùng vậy thôi, dùng lệnh là self item append đưa x vào cuối này. Đây lệnh là unQueue này, DQ là thế này nhé, đây DQ là ở đây, đây là unQueue. Đây unQueue là append vậy thôi, DQ khó hơn một chút. Đây def
đề Q, đúng không? Lấy ra và trả về nhé. Chúng ta có thêm một cái lệnh là if, self. If not, thì mới đưa vào. Not is empty. Đấy. Thì mới đưa vào thì mới lấy ra. Lấy ra là như thế nào? Lấy ra là đấy, lấy ra là không phải dùng lệnh pop nhá, chứ này là hoặc là pop cũng được. Lấy ra là như sau này. Lấy ra là như sau. Chúng ta dùng x, chúng ta lấy lại được, chúng ta dùng x, chúng ta dùng lấy ra phân tử tại tại vị trí là front id này nhé. X bằng self chấm item không là pop, lấy ra cái phân tử tại vị trí front id nhé. Pop pop là tại cái chỉ số là front id. Lấy ra thế này, lấy cái này, khi lấy ra rồi thì cái chỉ số này nó phải đẩy lên phía trên, đẩy lên phía trên một cái đấy. Chỗ này hay bị lỗi, từ từ được kiểm tra. Nếu mà lấy ra thì cái front ID nó phải để lên trên, để lên trên nhé. Không thể là chữ một, cái này vẫn là không, không nhé. Chuyện này là self pop front ID lấy ra rồi này, lấy ra sau đó là chúng ta sẽ phải front ID ta phải tăng lên một đơn vị, chỗ này tăng lên cho nó. Vì sao như vậy? Là vì khi mà lấy ra này, khi mà lấy ra này thì thằng này nó sẽ nhảy lên trên cái phần này. Phần đi là cái chỉ số của phần tử đầu tiên mà khi ra chúng ta lấy ra một phần tử đây, chúng ta đang ở đây nhé. Đây là cái này, đây là cái vị trí, đây là cái vị trí là front ID đây. Chúng ta lấy ra thì thằng này nó phải nhảy, nó nhảy trên này, nhảy trên này một hệ một đường, nên chúng ta phải, chúng ta là phải cộng tăng, hay tăng lên một đơn vị đấy đúng không, sau đó chúng ta mới return x. Chỗ này là không phải chỉ một, chỗ này không, khi bắt đầu như này không, ở khi đầu tiên này thì bắt đầu nó là lúc nó nhập vào đấy. Vậy thì xong rồi đấy. Rồi mình làm kiểm tra nhé, xong có đúng không nhé. Q này à, tôi tạo ra cái mới này, Q này để tạo ra một cái hàng đợi giống này, tôi tài cho nó sẽ là kiểu nó là Q, đúng rồi. Kiểm tra này, Q này is empty này. Rồi, bây giờ tôi bổ sung cái này. Cũng là Q này, chấm này, ăn Q, Q1, đưa vào. Q, ăn Q, ăn Q, 10, 5 cái nữa đi. Cái này tôi làm hẳn đi, sụp vỡ phát đi này, A B C chẳng một giờ đề Q này, quy đề Q, đề Q lấy ra nó phải lấy ra là một mới đúng này. À, bị lỗi, lỗi. Trời. Đây, 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 xin lỗi các bạn. Tôi vội vội vàng vàng, thế nào bị lỗi mà. Đây, đây, đây. Phải đính lại cái này. Đây.
Đố chỗ này này nhá, chỗ này phải là sell chấm. Đấy, cái này mình đúng nhá, này bìa đúng rồi đấy, cái này cỡ sửa như này nhưng cho nên là sell mới đúng nhá. Đang làm cái biến mà nó là một cái thuộc tính của cái đối tượng này này. Rồi là lại là phải làm lại cái đầu Q bằng Q rỗng này. Rồi thì Q ăn Q một Q ăn Q 10 Q lần thứ ba nữa đi. Đây là sau cái tệ nhé. Ăn kêu chứ kêu không rồi rồi bật đề kêu này e này cu này đề kêu đề kêu chữ e không có e nữa đúng không, đề kêu này một lần này thì nó sẽ phải ra là chờ cũng bị sao sự muốn bị lỗi nhỉ. Có bị sai các bạn ạ. Làm lại cũng bị sai. Làm lại. Đây sao chỗ này. Mỗi chỗ này tôi là sai, bây giờ sai cả chỗ này nữa này. Sao chứ. Bôi vào vàng là chết luôn nha, bây giờ sửa lại đèn trên này chắc đúng rồi. Rồi bắt đầu này, quy này. Một lần này, kêu này, ăn kêu. Một, kêu. Một kêu. Mười, hai ngày nữa nha. Kêu. Đề kêu kêu như là một là đúng nhé. Bây giờ tôi đề kêu một lần nữa này. Kêu đề kêu nó ra là 10. Đổi. Vậy tôi đưa vào chương trình hay để ngoài này là cứ bằng sửa lại quá. Xem nó sai ở đâu nhé. Như vậy cái lần trước là pop ra là đúng rồi này. Mọi người bắt đầu được một chút nhé. Này. Làm lại này. Đây là Q này. Vẫn còn 10 đây đúng không? Bây giờ Q này. À, xin lỗi. Chỗ này này không còn cái này nữa, đúng rồi. Chỗ này bị lỗi chứ các bạn, cái này vì khi pop nó sẽ bị nó khi mà pop nó sẽ lùi lại
Vì chúng ta phải không dùng pop cơ. Dùng pop này là sai. Chỗ này là phải như thế này. Hơi phức tạp một chút. Tôi sửa lại nhé. Mình có hiểu sai. Chỗ này không dùng pop. Mà dùng lấy luôn ra luôn. X thì bằng cái này. Và cái này luôn. Đây. Không dùng cái pop. Đây. Dùng pop là sai. Đấy. Đây, cái này mình đứng. Để mình dùng pop là sai. Và khi mà lấy ra rồi thì nó tăng lên 1 thì nó mới đúng. Còn nếu mà nâng ấy mà dùng pop thì nó sẽ bị đẩy lại. Khi mà các bạn mà dùng pop thì nó sẽ đẩy lại và cho nó đầu là vô nghĩa. Và như vậy là không cần dùng fan ID nữa nhé. Dùng cái pop nó có cái nhược điểm là gì? Nó có cái nhược điểm là cái thao tác pop nó mất là n thời gian, còn thao tác lấy ra này chỉ mất là 0,1 thời gian thôi nên nó nhanh. Nên tôi đang làm phán là phán nhanh nhé. Rồi bây giờ sửa lại cái này một chút này. Đây đây chỗ này đúng này. Biệt sẽ làm biểu đúng. Rồi bây giờ Q chúng ta làm đợi một tí nha. Lúc này thì nghỉ. Giống này Q này ăn Q này đầu tiên là 1 này Q này ăn Q này Q này ăn Q này hai mươi đi giờ để Q này Q này để Q thì ra là một việc Q này để Q mười Q để gian 21 chuẩn lệ. Như vậy là cái phương án này là phương án mà chúng ta làm cho trường hợp này là toàn bộ tất cả các đều là không một thời gian hết nhé. Đấy. Đều là nhanh, đều rất nhanh. Được chưa? Rồi như thế đây chúng ta dừng ở đây nhé. Như vậy là hôm nay là cái buổi cho nhanh về cái làm việc với các cái chúng ta tạo cái class nhé. Cái lớp mới. Đang lại là mỗi một lớp như vậy là nó có một cái namespace riêng và khi em và cách chúng ta tạo ra hai cái tôi mô tả mô phỏng bằng hai ví dụ là dùng class tạo ra một cái lớp dữ liệu là hàng đợi và cái thứ hai là ngăn xếp là hai cái dữ liệu rất sẽ được dùng ở trong cái chương trình phổ thông của chúng ta nhé. Chúng ta dừng ở đây nhé. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thầy ơi, thầy cho các cái ví dụ trong các cái bài toán chị hiểu không thầy ơi? Bài toán đây là phải sau cái này đó. Khi có ví dụ này thì ta không được. Mà bài toán của cái này nó lại liên quan đến thuật toán cơ. Dạ vâng. Khi mà nói xong rồi là nhiều khi em áp dụng là em tránh được. Mình áp dụng những cái bài toán giống cái này nó tương đương với các cái bảng ghi ở trong cái podcast đúng thầy. Để không khi phải, em sử không, không phải bản ghi không là này không 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 phải bản ghi nhé không ta không phải bản ghi dạ vâng dạ em mới học được cái lý thuyết này thôi cho em chưa áp dụng được đây nhờ thầy em sau áp dụng nó hơi có bản ghi là một mỗi một lớp như vậy là mỗi một cái instance như vậy là đó là một bản ghi thôi dạ một bản ghi thôi thì đúng còn không phải là không phải là không phải là nhiều bản ghi nhé. Dạ, dạ vâng. Em cảm ơn thầy ạ. Thế nhé. Cái này là hơi khó.